anh chị mình có đồng ý với em không trong giai đoạn này thị trường nó đánh rất là khó chịu vì sao vì liên tục mở những cái khoản gáp mà hầu như ai cũng chờ thị trường lắp gáp để mua và thị trường nó trả lời là không tôi không lắp gáp và bắt anh phải mua những cái vùng giá cao và đó là cái tâm lý chung của tất cả những nhà đầu tư nào mình đang cầm tiền vì mình chỉ mong thị trường này nó lắp gáp để mà anh chị mình giải ngân với một cái vị thế tốt hơn với một cái mức giá tốt hơn nhưng mà thị trường này nó luôn đi ngược với lại những cái tâm lý của đám đông nên là em cho rằng thị trường này của chúng ta đang trong những cái quá trình là thay máu và khi thị trường thay máu thì anh chị cần phải nhìn nhận những cái vấn đề gì thì trong video ngày hôm nay em và anh chị sẽ cùng nhau ngồi lại và đi phân tích nha và đối với một cái phiên kết tuần thì thị trường có một cái nhịp kém khoảng 4 điểm tôi mang một cái tính chất là giữ cái chỉ số quanh 1129 và nhiều anh chị mình hỏi em là em ơi cái thị trường này nó đóng dưới 1130 nó có phải là những cái quá trình tuần sau rơi hay không em tuần sau có rơi về lắp những cái phần gáp 1118 hay không em câu trả lời của em là gì là không biết vì sao anh chị vì em đã nhận định trong những cái video trước đó là thị trường này nó mở những cái khoảng gáp thì gáp đó nó chính là những cái khoảng gấp sức mạnh những cái khoảng gấp bỏ trống ở những cái phần đầu chu kỳ và khi thị trường xuất hiện những cái phần gấp sức mạnh cái câu chuyện chúng ta cần quan tâm không phải là khi nào thị trường của chúng ta lắp gấp mà là anh chị mua cổ phiếu nào để mà mình có lợi nhuận ngày hôm nay có rất nhiều những cái cổ phiếu bật tăng đúng không anh chị nào là KSB hay là AGR, CTS, FTS một vài mà cổ phiếu chứng khoán nhỏ nó đang có những cái quá trình là bùng nổ vậy đối với cái giai đoạn này anh chị cần phải mua những cái cổ phiếu nào và mình có những cái chiến lược ra sao để mà tối ưu hóa nhất thì bây giờ em và anh chị sẽ cùng nhau đi phân tích sơ bộ với thị trường một tí và chào mừng anh chị quay trở lại với kênh đầu tư cùng với qt stock rất hân hạnh kỳ có sự gặp mặt của anh chị trong video ngày hôm nay Em biết rằng hầu như là 95% anh chị nhà đầu tư Mình đang chờ thị trường chỉnh để mà lắp gáp đúng không? Chỉ có 5% anh chị nào mà mình thường xuyên xem video của em Hay là những anh chị khách hàng Thì mình biết cái quan điểm cũng như là cái phương pháp Cái chiến lược hiện tại của em là anh chị Là mình vừa tấn công vừa phòng thủ Không thể nào mình cầm bán 100% cổ phiếu ra Mình cầm tiền mình cho sập Vì nếu không sập là anh chị sẽ bị bỏ sống Hay là mình cầm 100% cổ phiếu mà mua sai điểm thì sao Nó cũng rất là rủi ro Nên là trong giai đoạn này phải là giai đoạn mà anh chị cần phải tập trung kỹ lưỡng nhất vì thị trường này nó không còn rẻ nữa và với thị trường trong giai đoạn này nó không còn rẻ thì có những cái nào mà chúng ta cần phải tập trung và video ngày hôm nay là một trong những cái video em định hướng anh chị là top 5 cổ phiếu sắp có đại sống đại sống ở đây nó không phải là 5 phần trăm 10 phần trăm đâu nha anh chị anh chị đừng có bị hiểu nhầm là sống là 10 phần trăm là hết sống không có chuyện đó. Mà đại sống là chúng ta phải nhìn một cái bức tranh dài ra từ nửa cuối năm 2023, thậm chí là đến dịp, đến đầu năm 2024. Đó là một cái chu kỳ, một chu kỳ kéo dài từ theo quý, đấy, theo quý hoặc là theo năm. Nên là anh chị nào, mình đang đầu tư theo những cái phương pháp tơ cộng, thì hãy thay đổi đi anh chị. Vì cái tư duy tơ cộng nó không giúp anh chị mình đổi đời được. Một cái con sóng ít nhất, nhất là từ nhân 2, nhân 3 hay là 2010. 2021 con sóng bất động sản con sale nhân 10 từ tháng 11 đúng không? Từ giá 12 mà lên khoảng giá 100, nó nhân 10 tài sản anh chị. Vậy cái cách để mà anh chị tối hóa cái phần lợi nhuận là gì? Mình chỉ có đánh sóng thôi. Và em là một trong những cái dân nghiên cứu về đánh sóng dòng, sóng ngành nên em sẽ phân tích và hỗ trợ anh chị tối ưu nhá Rồi, và bây giờ mình sẽ cùng nhau đi qua những cái số liệu sơ bộ. Ngày hôm nay nước ngoài giá trị khoảng 41 tỷ thôi nó cũng không có quá lớn, họ bán 41 tỷ trong đó là họ mua họ phát bán VB Bank. À, bán stb và bán tiên phong băng mua vào vinh Thơm. còn số liệu Đối với số liệu của tự danh thì ngày hôm nay thì họ bán gần 300 tỷ, trong đó có Hòa Phát, VPBank, BCG. Và nếu như mà anh chị để ý kỹ những cái cổ phiếu thép ngày hôm nay nó kéo ATC trong đó có Nam Kim kéo gần 3% hay là Hòa Phát nè, kéo cũng 2.21% và cái trend của những cái con Hòa Phát này cực kỳ mạnh. Đây chính là một trong gì? Những cái con cổ phiếu đang dựng dắt thị trường. Nó dẫn dắt thị trường trong một cái phân khúc là nhóm ngành thép. Và đối với thị trường này không phải là thị trường mà anh chị mua cổ phiếu nào cũng có lợi nhuận đâu. Anh chị cứ chờ đi, trong tuần sau anh chị sẽ thấy những cổ phiếu giá cao sẽ tiếp tục tăng cao còn những cổ phiếu giá rẻ thì sao tiếp tục đi ngang thậm chí là điều chỉnh là bình thường nên chúng ta cần phải tỉa cỏ trồng hoa liên tục giống như là anh chị mình mua một cái hạt giống về đấy anh chị mua hai cái hạt giống về anh chị mình trồng cây làm sao mình biết được cái cây nào nó khỏe hơn cây nào mình phải nuôi trồng nó và cổ phiếu nó cũng tương tự khi anh chị mua cổ phiếu mà anh thấy là cái xung lực của nó không mạnh thì chúng ta cần phải có những cái biện pháp gì anh chị mình cơ cấu tỉa cỏ trồng hoa ra và nếu như anh chị có những mã mà mình không biết cơ cấu hay là có những cái câu hỏi về cổ phiếu hãy để lại bên dưới rồi và em sẽ đi hỗ trợ anh chị. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mà mình đi phân tích với cái biểu đồ của thị trường một tí. Và bây giờ trước mắt thì anh chị mình chào nhau một cái để mà mình lấy tinh thần ha. Anh chị chào em một cái. Rồi em cũng xin kính chào tất cả những anh chị mình đang xem cái buổi like ngày hôm nay. Và chúc anh chị cuối tuần vui vẻ. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau ngồi lại phân tích với bối cảnh của thị trường. Với bối cảnh của thị trường trong phiên ngày hôm nay là một cái phiên nó có một cái nhịp giảm điểm nhẹ. Đấy nhiều anh chị mình hỏi em là em ơi thị trường hiện tại nó có chỉnh xong chưa mà em mới trả lời là thị trường này nó đã có chỉnh đâu mà mà anh chị lo vì sao anh chị mình cầm một vài cái mặt cổ phiếu rất là tốt như là agr nè cts nè hay là ksb nè đều tiếp tục tăng trong khi thị trường của chúng ta đi ngang đó là một trong những cái phần thưởng khi mà mình tỉa cỏ trồng hoa liên tục chứ anh chị nghĩ mình cầm những cái cổ phiếu như là đạm cà mau nè đạm phú mỹ nè nó vẫn sẽ tăng nhưng mà cái biên lợi nhuận của nó ít lắm anh chị nó rất là ít vì cái trend của nó là trend hướng xuống trend is friend mà những cái cổ phiếu này những cái lượng cung treo lỡ lượng của nó cực kỳ lớn và đối với một cái câu chuyện để mà những cái thằng này nó bứt thoát ngay nó cần thời gian anh chị xem vhc nè nó có những quá trình nè phá những cái đường trên line đúng không sao nó chỉnh là hai ba cây rồi nó mới kéo hay là những cái cổ phiếu bc một trend của nó là gì? Là nó đi ngang và nó đã có những cái phần phá đúng không? Khối lượng bán của nó rất là to. Và nếu như anh chị mình cầm những cái cổ phiếu như là BC1 nè, hay là BCG, hay là RE, đấy thì hầu như anh chị sẽ không có cái biên lợi nhuận tốt so với những ai cầm Hòa Phát nè, AGR, CTS, đúng không anh chị? Và đó là cái lý do mà em làm một cái video để mà định hướng anh chị cũng như là sẽ tặng anh chị năm siêu cổ phiếu sắp có đại sống anh chị mình có muốn nhận những món quà đó hay không nếu như muốn để lại bình luận tôi muốn đi để em biết được hiện tại tâm lý anh chị đang cầm tiền muốn giải ngân hay là anh chị mình đang cầm tiền mình chờ thị trường lắp ráp để mà mình mua đúng không anh chị hãy tương tác nhiệt tình vào rồi quay trở lại với bối cảnh của thị trường hiện tại thị trường nó có một cái phiên là giảm nhẹ sau đó kéo lên liên tục thì đây là uptrend chúng ta không cần phải bàn câu chuyện là thị trường đang đau trend đây là uptrend rồi khẳng định với anh chị luôn uptrend này. anh chị thấy cái trend của nó rất là khỏe không đây là một trong những thị trường phải nói là siêu mạnh siêu mạnh siêu đầu cơ đây những cái quá trình thị trường y chang giai đoạn này nè nó đâu có có những cái quả rũ mạnh đâu và sau đó nó lại kéo tiếp và thị trường chúng ta đang nằm ở những cái vùng ngưỡng cửa thiên đường vì sao vì rất nhiều những cổ phiếu có mô hình tích lũy cực kỳ to 5 tháng có, 6 tháng có có Và khi nó tích lũy như vậy, nó không phải tích lũy cho vui Mà tích lũy cho một cái chu kỳ đẩy giá mới Và đó là những cái cổ phiếu nào vậy em Thì cuối video Em sẽ tặng anh chị về những cái mẫu hình Về cách để mà anh chị nhận diện những cái con cổ phiếu nào mạnh nhất thị trường trong đời hiện tại Anh chị có muốn nhận cái món quà đó hay không Nếu như muốn bấm ủng hộ một cái nút like Cũng như là đăng ký kênh và chia sẻ cho người thân bạn bè Và anh chị hãy xem đến cuối video Đảm bảo anh chị không mất thời gian của anh chị mà anh chị sẽ nhận được cực kỳ nhiều những cái giá trị khác nha. Rồi. Về bối cảnh của thị trường trong đoạn này chúng ta không cần phải bàn là thị trường nó là uptrend rồi và có những cái phiên sáng đạp chiều kéo sáng đạp chiều kéo và đây chính là những cái quả rũ sau đó lại vượt đỉnh nó giống như là một cái, cái nhịp nảy nó rũ về sau đó lại kéo trong khi ai cũng hô thị trường lắp gáp về sập về đó đó khoảng một 10000... nghìn 75 rồi 1093 để mà lắp gáp nhưng mà thị trường này nó đâu có dễ đoán như vậy nếu mà thị trường nó dễ đoán như vậy thì lấy đâu ai là người lộ. và anh chị cứ xem khắp cái diễn đàn trên YouTube mấy ai nhận định được thị trường mà góc độ là nó khác biệt đó chính là những cái cao thủ vì ai cũng nói là thị trường lắp gáp tổ chức nó biết chứ nó biết nó đọc về được cái tâm lý nhà tư thì nó sẽ không lắp gáp và nó kéo thẳng lên luôn và với những cái bối cảnh mà thị trường không lắp gáp thì đó chính là siêu thị trường đây lấy anh chị một vài cái à, điển hình khi mà thị trường của chúng ta lên mà không lắp gáp này. Đây, những cái khoảng gáp rất nhỏ mà nó đâu có lắp hết đâu, sau đó nó vẫn kéo rất là nhiều. Anh chị xem về quá khứ này. Những cái năm mà thị trường hồi xưa nó tăng mạnh á, nó có những cái khoảng gáp bỏ trống á. Và đây chính là gì? Đây chính là một trong những cái thị trường đầu cơ đẩy mở gáp liên tục này. Đấy, anh chị thấy không? Nó không có những cái pha chỉnh sâu nhưng mà nó sẽ kéo thốc một là kéo tóc, hai là nó kéo trong nghi ngờ Và khả năng thị trường của chúng ta đang nằm ở những cái vùng chân sóng Vì sao lại nói chân sóng? Vì rất nhiều những cổ phiếu Điển hình như là anh chị nào mình follow em lâu Anh chị sẽ biết là em đang nghiên cứu với những cái cổ phiếu chứng khoán Nó kinh dị cỡ nào đúng không anh chị? Thì đó chính là gì? Chính là những cái cổ phiếu mà anh chị không được bỏ qua Vì sao? Khi thị trường lên thanh khoản của thị trường tăng mà khi thanh khoản của thị trường tăng những công ty chứng khoán sẽ có lợi và khi họ có lợi thì lợi nhuận kỳ vọng của họ đột biến và từ đó dẫn đến gì cổ phiếu có một cái niềm tin niềm tin về định giá doanh nghiệp trong tương lai. Ví dụ anh chị thấy bây giờ thị trường giao dịch khoảng 853.000 cổ phiếu là quanh ở đó khoảng 17 18 000 tỷ đi. Nhưng mà sau này thị trường của chúng ta không còn là những cái mức này nữa mà nó sẽ lên khoảng bao nhiêu anh chị? Lên khoảng 1 một, một tỷ mấy, một 1 tỷ 1, 1 tỷ 2 và thị trường trong đoạn này có những cái phiên nè, 1 tỷ 069 triệu cổ phiếu nè, hay là cái phiên này 1 tỷ 2 rồi. Thì chắc chắn trong tương lai thanh khoản của thị trường nó vẫn sẽ tiếp tục tăng cao vì cái nhu cầu nhà đầu tư mới mình đầu tư vào thị trường rất là lớn. Thì đây chính là những cái vùng ngưỡng cửa thiên đường. Anh chị nhớ lại đi, hãy nhớ lại cái giai đoạn mà thị trường của chúng ta rơi những cái lúc này nè. Lúc đấy thì ngân hàng nhà nước cũng như là ông Fed ông bơm tiền ra nền kinh tế rất nhiều và thanh khoản của thị trường từ đó tăng cao cực kỳ trung bình từ 245.000 cổ phiếu đúng không? Từ khoảng uh, năm 2020 mà đỉnh điểm ở những cái vùng anh chị xem này, những cái vùng mà kết thúc chu kỳ thanh khoản của nó có những cái phiên đạt 1 tỷ 1, 1 tỷ 1 cổ phiếu. Đấy, những cái phiên khối lượng cực to hay là những cái phiên này nè, kỷ lục ở những cái vùng bao nhiêu? 1 tỷ 4. Đấy, một phiên 1 tỷ 4 hay là những cái phiên như thế này. Một phiên 1 tỷ 4 4 bốn... à 1 tỷ 4 uh, uh, 400 uh một tỷ tư tám mươi bảy một tỷ tư tám mươi bảy anh chị thấy là một cái con số cực kỳ khổng lồ và với những cái con số này thì những cái công ty nó chứng khoán nó có lời lớn lắm nó có những cái game như là tăng vốn đấy VND đi nó tăng cực mạnh thì đây chính là gì đây chính là những cái sự kỳ vọng như anh chị mình nói rằng hiện tại thì công ty chứng khoán nó có cái gì đâu mà anh chị mà, mà 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 giá nó tăng không phải đâu anh chị vì thị trường này nó là cái thị trường của tương lai đó là thị trường của niềm tin và thị trường của sự kỳ vọng và với một cái bối cảnh thanh khoản thị trường ngày càng tăng cao thì khả năng sẽ có những cái con sóng của những cái nhóm ngành chứng khoán nên là anh chị mình phải có cổ phiếu chứng khoán trong danh mục cho em quan trọng cái điểm mua của anh chị đúng hay không và hiện tại hầu như là 80% phần à, trăm hệ thống hóa ngày mình cầm full chứng khoán hết từ những cái thằng chứng khoán lớn ví như là ví dụ gì vnd vci à, những cái con chứng khoán nhỏ là có gì có những cái con như là cts AGR mình đã có những cái vị thế tương đối tốt và đó là cái lý do mẹ muốn định hướng những anh chị mình đang xem YouTube của em một cái góc độ chân thật nhất và một cái góc độ là tối hóa nhất trong những cái quá trình đầu tư nên là anh chị ủng hộ em một cái nút like nhé. Và đối với những cái xu hướng thị trường hiện tại thì nó đã là một trong những cái xu hướng tăng và với một trong những cái xu hướng tăng thì cái câu chuyện đây chúng ta phải kiếm tiền chứ chúng ta đừng thủ mãi anh chị. Đừng có cầm full tiền rồi anh chị mình sợ thị trường sập. Đừng, mà anh chị hãy có một cái chiến lược nhất định ha. Và thị trường hiện tại thì thanh khoản ở những cái mức ngày hôm nay 853 triệu cổ phiếu Nên giá cũng ok. Một cái thanh khoản tốt và nó kéo tăng khoảng 0.4% tương đương 4 điểm thì trong tuần sau những cái bọn chứng khoán nó mà nổ lên một cái thì thị trường nó sẽ test về 1150 luôn. Anh chị đừng có quan niệm là thị trường ở chín là thị trường nó bô không có đâu nếu như mình dễ đoán như vậy thì ai mà à, có lời được đúng anh chị, nhưng mà cái thị trường này chính là những cái thị trường đi ngược với tâm lý nào từ cá nhân, đúng không, đó là anh chị cần phải có góc nhìn nó khác biệt một tí, mình đừng có đi theo đám đông, và view của em là thị trường nó có thể kéo về 1150, thậm chí là gì 1175 trong một xu hướng uh, khoảng từ bây giờ là tháng 6 đúng không, tháng 6 đến tháng 7 nó có thể chạm về những cái 1175 là bình thường, vì rất là nhiều những cái cổ phiếu như là chứng khoán, EDI, VCI VND các MBS nó đang trong những cái xu hướng chuẩn bị bắt đầu phá đỉnh và khi những cái thằng này nó phá đỉnh nó đóng vai trò là gì? Vốn hoa lớn thị trường đúng không anh chị? Thì thị trường của chúng ta nó cũng sẽ phá đỉnh thôi. Đó là anh chị đừng có sợ là thị trường này sập nữa mà anh chị cần phải bơi theo dòng tiền thông minh, những cái dấu chân của những cái tổ chức. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau điểm danh qua một vài cái thông tin đặc biệt trong phiên ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì có những cái thông tin liên quan đến EDG về uh, tố cáo điều tra về cái chủ tịch của công ty uh, EDG là ABS và ABI và thông tin vừa ra khoảng chiều nay. Rất là nhiều mà anh, anh, chị mình hỏi em, thì em chia sẻ anh chị luôn. Tất cả những cái thông tin đến tay anh chị, nó là một trong những cái thông tin anh chị đọc F thứ N chứ không phải là anh chị là F1 F2 đâu. F thứ N rồi anh chị là cái phiên tổ chức bán nó biết là cái phiên này nè. Đây chính là cái phiên tổ chức bán một cái phiên bị bán tháo khối lượng cực to và em thấy nhiều anh chị mình bắt đáy ở những cái phần này em không biết tại sao anh chị lại bắt đáy nhưng với em một cái phiên bị bán như này cái thông minh nhất là mình phải bán ra nó giống như là con gì DTD đấy một cái phiên uptest khối lượng to thì nó sẽ kết thúc một cái chu kỳ EDC cũng vậy nè ABI cũng vậy nè ABS cũng vậy nên là anh chị cần phải xử lý ngay vì những cái cổ phiếu mà nó dính về những câu chuyện pháp lý không biết nó đi về đâu anh chị chúng ta không biết được những cái cổ phiếu này nó sẽ đi về đâu nên các câu chuyện này chúng ta cần phải làm gì cắt những cái cổ phiếu nào ra nếu như anh chị mình đang lỗ hãy bán ra đi để làm gì anh chị cầm tiền mua những cái cổ phiếu khác chẳng may trong tuần sau thứ hai nó hồi lên nhẹ một tí rồi lại cắm đầu rơi về dưới đây như những cái con tvc nè tvb nè có những cái thông tin về chủ tịch của nó liên quan anh chị thấy nó, nó giảm kinh khủng khiếp không đấy nguyên quá trình nè tvc cũng vậy nè hồi xưa em nhớ là cái con nhà đà nẵng á nó cũng bị dính nó dính về những cái câu chuyện về pháp lý em lấy anh chị cái ví dụ hồi xưa hồi xưa khi mà có một cái con sóng bất động sản á Uh, rất là nhiều những cái cổ phiếu khác đánh nhưng mà cái con này nó rơi. Lúc này thì em nhớ là như con DG. Đấy, con DG đánh nhưng mà con nhà Đà Nẵng nó bị vi phạm sai phạm trong những cái quá trình giấy phép xây dựng của nó thì cái con nhà đà nẵng nó, nó, bị thông tin đấy rồi nó rơi luôn liên quan đến cái ông giám đốc rồi đấy đấy giám đốc của nhà đà nẵng thì những cái cổ phiếu mà dính những cái pháp lý cái đầu tiên chúng ta cần không phải là tranh cãi cổ phiếu này nó sẽ tăng hay nó sẽ giảm nhưng mà là gì anh chị cần phải né ra đó là cái trí khôn cái trí khôn khi mà mình thấy bảo là mình phải trú bảo chứ anh chị mình thấy bảo mà chị mình đưa thân mình ra mình đứng mình chống chịu thì khác gì là cháu cháu đá xe đúng không anh chị nên với những anh chị mình đang cầm những con edg ABI hay là ABS anh chị cần phải quản trị trước giúp em và em sẽ nốt lại anh chị những cái cổ phiếu mà nó thuộc tấp mạnh nhất thị trường nha mạnh nhất thị trường luôn bảo đảm anh chị và tại sao em sẽ có cơ sở dữ liệu cho anh chị vì em không à, không phải là một trong những người ích kỷ mà em muốn chia sẻ giá trị vì quan điểm em là người thành công là người biết chia sẻ rồi anh chị xem những cái cổ phiếu ngày hôm nay là edg nó hồi một tí nhưng mà cái lượng bán trên đây của nó cực kỳ nhiều với những cái lượng bán cực kỳ nhiều và một có cái phiên uptus thì nó hồi lên cũng chỉ để rơi xuống nó hồi lên cũng chỉ là rơi xuống kết hợp những cái thông tin xấu rồi anh chị và những cái khoản gấp này nó không phải là gấp sức mạnh đâu nó là cái gấp đau nó thể hiện là gì lực bán từ đầu phiên nó đã xả rồi anh chị đếm đi một phiên hai phiên ba phiên bốn phiên năm phiên là những cái thằng lái những cái thằng tổ chức nó đã biết có vấn đề thì nó mới xả từ những cái phiên này anh chị tính một cái khối lượng 5 triệu nhưng với một cái giá khoảng 12 là một phiên khoảng năm sáu bảy chục tỷ ai là người bán tổ chức nó bán abs xuống vậy nè một cái phiên 11 triệu edg nè một cái phiên 12 triệu nhân giá đi 13 bao nhiêu hơn cả trăm tỷ ai là người bán tổ chức nó là người bán tại sao nó bán vậy chị vì nó biết trước nó sẽ bị thanh tra thành ra nó phải bán và một cái cổ phiếu con có nói rất là hay vui vẻ nha chị là cổ không lái như là gái không chồng và những cái cổ phiếu khi mà dính những cái tính về pháp lý thì chắc chắn là nó sẽ bị ảnh hưởng luôn ảnh hưởng trong phiên thứ hai luôn nên anh chị thấy cho dù nó có rơi có giảm anh chị đừng bắt giúp em ha năng này anh chị luôn đừng bắt những cái cổ phiếu đang rơi vì anh chị đang bắt dao mà bắt dao thì có thể bắt trúng hoặc bắt hụt không anh chị bắt dao hụt thì sao anh chị không bị thương nhưng mà anh chị bắt một cái con dao đang rơi từ trên cao rơi xuống anh chị sẽ bị đứt tay thậm chí là bị thương rất là nặng nên với những cái xu hướng của những cái con EDG, ABI hay là ABS thì anh chị cần phải né ra giúp em trước ha rồi những cái cổ phiếu khác như là ngày hôm nay vi băng những cái con tâm điểm nó kéo thị trường ngày hôm nay là cái điểm pivot của nó với những cái cây tết cung là no supply 3 ngày hôm nay nổ lên ngày hôm nay là cái điểm mua thì target của nó sẽ kéo về những cái vùng giá 21 nhưng mà em thì em không đánh ngân hàng vì nó chậm ngân hàng á nó tăng cả tháng bằng bọn chứng nó tăng một ngày thành ra những con này á cái dư địa của nó sẽ có đây đi ngang này nó vẫn sẽ có thể test về những cái vùng trên đây đây là một trong cái vùng cạn của nó dòng tiền vào tương đối ok anh chị có hàng anh chị cứ giữ còn em tìm không mua với những cái con này nhưng mà em lấy ra để mà phân tích gì thị trường hiện tại xuất hiện những cái dòng tiền mới nó tham gia đỡ thị trường với những cái cổ phiếu ngân hàng bây giờ đi nè ngày hôm nay kéo thị trường lên dòng tiền vào tương đối khá là ok thì những con này đây là một trong những cái vùng giá vốn của tổ chức rồi nó chạm nhiều lần không thủng nè lần một nè lần 2 nè, lần 3, lần 4, lần 5, 5 lần không thủng thì nó sẽ có xu hướng test về những cái vùng kháng cự bên trên. Nhưng mà để mua thì ngân hàng tiệm không ưu tiên thôi, chứ không phải là không mua được. Anh chị thích, anh chị có hàng anh chị vẫn giữ được nhé. Rồi, CTG. Ngày hôm nay thì nó vẫn đang đi nghe những cái này nó vẫn chạm về bên dưới bực về bên trên. Nó đóng vai trò là cái dòng xương sống, nó cố định thị trường. Nó sẽ cố định thị trường không để rơi sâu. Đó là cái lý do em cho rằng thị trường này á, nó là siêu cơ hội vì những cái bọn ngân hàng nó đang tái tích lũy ở một cái vùng kháng cự cao. Đây nè, cái vùng tái tích lũy của một trong những cái vùng kháng cự cao mà anh chị xem mà xưa công việc công băng đó, nó tái tích lũy nó đánh như thế nào? Nó đánh gọi là đánh cực kỳ mạnh mẽ nè. Đây, nó tái tích lũy nè, ở một cái vùng kháng cự cao, hấp thụ được những cái lực bán ở đây và những cái lực bán ở đây thì cái cổ phiếu nó sẽ tiếp tục tăng giá vì cái trend chính của nó là trend tăng. Anh chị thấy kinh khủng khiếp không? Và khi những cái thằng ngân hàng, những cái thằng vốn hóa lớn nó tăng thì thị trường của chúng ta nó cũng sẽ tăng. Không thể nào ngân hàng tăng mà thị trường giảm, nó là một trong cái điều gì? Là nghịch lý rồi. Nó nên là anh chị chú ý trong cái đoạn này là một trong đoạn chúng ta cần phải nhìn nhận cơ hội những cổ phiếu như là CTG nó đang hấp thụ nè VB băng cũng đang hấp thụ BID cũng vậy liên việt Boss Bank nè anh chị thấy những cái vùng này nó không rơi xấu vì sao đây chính là những cái vùng giao vốn của tổ chức mà khi tổ chức nó đổ vào thì nó sẽ đi ngang lâu đấy nên là em cũng không đánh giá cao với những cái bọn ngân hàng là nó sẽ sẽ sẽ, sẽ tăng vài trăm phần trăm để mà anh chị đổi đời đâu những bọn ngân hàng nó vẫn đang tích lũy và nó vẫn có khả năng tăng giá nhưng mà cái độ điên của nó thì không đánh giá cao đấy chia sẻ thẳng thắng như thế ngày hôm nay liên việt boss Bank, tiền vào tăng một phần trăm nhưng mà nó bị bán rụt đầu thì cái vùng kháng cự trên đây khá là dày à, kháng cự của ngân hàng liên việt postbank trên đây khá là dày nên cũng sẽ không nắm với những cái con này mà nhìn chung anh nhìn sơ quá nhìn thấy những cái bọn ngân hàng có shb đẹp nè shb trên của nó tăng mà một, khi mà nó phá được cái vùng 13 nó sẽ chạy nước rút chạy nước rút kéo thẳng về giá 14 đến 14 5 là bình thường nên chỉ có shb thì mình cứ cầm ha mẫu hình của nó là mẫu hình nền trong nền này. nền của nó nè lên nó lại rủ một cái tạo một cái nền đấy lên nó lại tạo một cái nền và với những cái mô hình nền chồng nền như này nó sẽ đóng giống nó sẽ đánh giống như là cái con SHS hai con này thì liên quan đến nhau đúng không đây cái nền của nó nè và lên nó lại tạo một cái nền nhỏ rồi lên nó lại tạo một cái nền nhỏ và bắt đầu có một quá trình là tái tích lũy hướng lên và những cái cổ phiếu mà tái tích lũy hướng lên chính là một trong những cái cổ phiếu được tổ chức đỏ liên tục anh chị để đi những cái con này anh chị cầm một tuần trở đây thì nó không lộ hầu như là anh chị điều lại hết quan trọng là ít hay là nhiều thôi chứ làm sao mà mình lộ được đúng không à và đây chính là những cái ngôi sao sáng mà em đánh giá cao trong tuần sau sẽ bước vào một cái pha tăng tốc để bật tiến về những cái vùng trên đây nên anh chị cầm SS thì mình cứ kiên nhẫn nắm giữ đi anh chị đừng có sợ rồi anh chị bán bò lại tàu ảnh hương thì nó không hay rồi với một số cái cổ phiếu trong những ngành ngân hàng khác anh chị thấy như là MB băng này nó vẫn đang đi ngang ngày hôm nay là cái phiên test một cái phiên test nó mở gấp ngày hôm nay nếu như mà nó đóng tăng mạnh á, kèm theo một cái, cái, khối lượng to thì đây sẽ là cái tư thế squat đấy tư thế squat em cũng chia sẻ nhiều rồi đúng không ạ à? squat là gì là ngồi sởm sau đó bật lên giống con gì msb à, mbs đây nè cái tư thế squat ngồi sởm sau đó bật lên rồi con gì nữa vci đấy ngồi sởm sau đó bật lên còn cái con mà bê băng ngày hôm nay khối lượng của nó không đạt à khối lượng của nó không đạt nên em không cho rằng đây là cái tư thế squat hoàn thiện nhưng mà nó vẫn đang tái tích lũy chứ không phải là phân phối vì sao em biết vì anh chị nhìn cái khối lượng của nó bé như thế này thì nó phân phối cho ai một cái phiên mà một cái giai đoạn mà bị phân phối khối lượng của nó to đây nè phân phối khối lượng to nè hay là con gì liên việt Boss băng giai đoạn nó bị phân phối khối lượng của nó sẽ rất là to đây nè, giai đoạn này chính là giai đoạn cái cổ phiếu mở gáp và gáp này là cái gáp kiệt sức chứ không phải là gáp sức mạnh. Và anh chị thấy cái dao động rất là lỏng lẻo, có những cái phiên up và sau đó cổ phiếu nó rơi luôn và nó không hồi được nữa. Đấy hay là con gì? VB băng. Đấy những giai đoạn mà dao động lỏng liên tục và bị bán khối lượng cực đại, đây chính là những cái vùng phân phối của cổ phiếu kết hợp với yếu tố điều kiện thị trường chung của chúng ta rơi thì những cái thằng tổ chức nó sẽ gom một cái lượng hàng lớn ở những cái vùng phía dưới bên đây, ở à, phía dưới đấy. Rồi quay trở lại với những cái bối cảnh của những cái cổ phiếu mà bị băng thì nó vẫn đang tích lũy nhưng mà khi nào nó lên nó hơi chậm đây là cái vùng tích lũy nền hai của nó này nền một là lớn của nó nổi là cái nó là dạng nâng nền đấy nổ khả năng là nó sẽ tạo cái nền nữa ở đây và nếu như mà nó tăng em nghĩ là sẽ kéo về những cái vùng giá 22 được anh chỉ có hàng mình cái dự nhá không xấu nhưng mà nó cũng không phải là những cái thằng mạnh nhất trong cái nhóm ngành đất cơm băng này những cái con này dòng tiền vào tốt đây chính là những cái pha dòng tiền nó vào nó sẽ lúp. và trong khoảng nửa cuối năm thôi nghĩa là tầm khoảng quý 3 quý tư anh chị là sẽ có cái nhịp tăng giá mạnh của những cái bọn ngân hàng đó là góc độ của em vì em thấy là nó có những cái mô hình tích lũy nền một nền hai nền ba và nó thiếu một cái cú hích về dòng tiền để mà kéo lên thôi anh chị có mình giữ được những cái con ty băng cái khối lượng hiện tại của nó rất là bé, nó đạt một cái tiêu chí là điều kiện cần và nó thiếu một cái điều kiện đủ là gì? Một cái sự bùng nổ khối lượng, Bùng biến toàn bộ cái vùng đi ngang này thành là một trong những cái vùng tích lũy nó giống là một cái bàn đạp để một cái cổ phiếu tăng hiện tại chưa có. ACB thì nó vẫn ngang đi ngang, nó không tăng cũng không giảm. Ngày hôm nay em thấy con STB tiền vào tốt đó. Đấy, anh chị thấy là nó phân kỳ giá khối lượng đúng không? Thì những con này nó vẫn đang lại lại lên mỗi ngày, nhưng mà nó không xuất hiện những cái điểm mua mới đủ an toàn. Nếu cái điểm mua mới đây nè, chính là cái điểm mua mới cho anh chị và hàng về anh chị vẫn sẽ lại. Nhưng mà những cái vùng trên vên như thế này thì anh chị hãy chế mua mới giúp em có khả năng nó sẽ chạy nó bước vào giai đoạn chạy chính luôn vì cái độ dốc của nó có đấy nó sẽ biết bước vào cái giai đoạn chạy chính và cái ta kéo về 32.5 đến 35 là bình thường nên là anh chị hãy chú ý với những cái cổ phiếu như là STB á, hay là như những cái cổ phiếu ngân hàng á, thì em thấy là có STB là ok nè có VIP là ok Techcombank là ok và khi những cái thằng này nó đóng vai trò là một cái bộ khung một cái bộ xương để mà cố định thị trường thì để mà thị trường của chúng ta sập về 1050 phải nói là cực kỳ khó cứ kỳ khó luôn anh chị nên anh chị đừng có sợ thị trường sập mà anh chị hãy xông vào mình mình kiếm tiền đi mình chỉ cần có một cái chiến lược thì tiền trên thị trường này nó sẽ tự động chảy về túi của tất cả những anh chị nào mình kỷ lưỡng một tí em bảo đảm với anh chị luôn rồi một vài cái cổ phiếu ngày hôm nay là thép ngày hôm nay đánh đúng không Nam kim ngày hôm ngày hôm 21 là cái điểm mua đấy hai mốt là cái điểm mua ngày hôm qua là cái phiên no đi mình ba trong xương tăng thì no đi mình ba là gì là một cái phiên mà nó chững lại nó gọi là một cái điểm thay máu rồi sau đó cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng đấy ngày hôm qua no đi bình ba thì ngày hôm nay là một cái phiên kéo lên đúng không đấy năm kim tăng atc gần ba phần trăm tôi nói khá là tốt nó có những cái mẫu hình nó không phải là không có đâu đấy nè mẫu hình nè à, và nó đang gì nổ lên đúng không khả năng lên đây những con này à target của nó có thể kéo về những cái vùng giá 20.8 luôn anh chị đừng có đùa vì nó đã có sóng rồi Họ phát nè những con này đã phát một cái tín hiệu là dẫn dắt nó làm cái lá cờ đầu tiên và tại sao giai đoạn này con họ phát mạnh hơn vậy em tại sao nó mạnh hơn có sen nam kim nó có lý do và lý do là gì thì uh cuối tuần cuối tuần là ngày chủ nhật thì em sẽ có một cái buổi một cái buổi để mà định hướng chia sẻ anh chị là những cái góc nhìn về cổ phiếu dành riêng cho hệ thống khách hàng và em sẽ nhận định cái xác định thế nào là một trong những cái mẫu hình mạnh nhất thị trường và những cái cổ phiếu nào chính là những cái cổ phiếu mạnh nhất để sau này anh chị mình có cái tư duy và khi anh chị có tư duy thì đảm bảo tiền trên thị trường này nó sẽ tự động chạy về túi anh chị vấn đề là anh chị có đủ kỷ lục và mình có nghiên cứu kỹ ra không chứ à, bây giờ mà em cứ tặng anh chị ba chữ cái cho anh chị đi mua này nọ mà em không báo anh chị cái điểm bán, anh chị cũng không biết điểm bán thì dường như nhiều lúc anh chị sẽ từ lãi mà mình thành lỗ, mà mình không biết tại sao là như vậy nên với một góc độ em khuyên chân thành anh chị nên nâng cao kiến thức và em rất là thích khi mà em chia sẻ với anh chị về những cái tư duy, chứ nói thật với anh chị thì em không thích chia sẻ trong room cộng đồng hay là chia sẻ trên youtube về hướng dẫn anh chị mình mua mã cổ phiếu như thế nào em không thích là cho anh chị một cái con cá đấy ý em là không phải ý em là không thích anh cho anh chị một cái điểm mua là lên youtube kêu ô anh chị mua hòa phát đi anh chị mua hoa sen đi mua nam kim đi sẽ có lời em không thích như vậy mà em thích gì anh chị em thích chia sẻ anh chị về góc độ là tại sao mình mua mình lý giải ra và cái diễn biến cổ phiếu như thế nào nếu là những anh chị nào mình muốn cải thiện nâng cao tư duy hãy đăng ký kênh giúp em bấm một cái nút like và những anh chị nào mình đồng hành cùng em lâu thì đảm bảo anh chị sẽ biết là cái chất lượng cũng như những cái giá trị em chia sẻ cho cộng đồng là cực kỳ lớn ha nên là anh chị hãy để là một cái lời cảm ơn đó là một trong những cái quá trình. À, một trong những cái liều thuốc tinh thần để mà em sẽ có cái động lực chia sẻ với anh chị những cái tinh hoa kế tiếp rồi họ phát nam kim hoa sen đây là một trong những cái cổ phiếu mà em giá trên nó đã có và khả năng cao tiếp tục kéo vgs cũng vậy nè trên của nó vẫn rất là ok anh chị có hàng anh chị cứ giữ đi những cái này nó không xấu đâu TLH là cũng vậy nè nó rủ một cái bắt đầu kéo lên những cái đàn này nó không cần yêu cầu khối lượng to mà nó vẫn có thể kéo vì sao vì nó đang ở những cái vùng gì ở đằng sau hoạt động giống như anh chị mình đi kêu gọi vốn giai đoạn một anh chị kêu gọi giai đoạn hai anh chị kêu gọi nhưng đến giai đoạn số ba giai đoạn cuối á, là cái bộ máy anh chị nó đã đi vào vận hành rồi nó giống như đây là cái phiên bùng nổ xác nhận nè là nó biến toàn bộ cái vùng đi ngang thành tích lũy rồi thì giai đoạn trên này nó không cần nổ khối lượng cao cho dù nó phân kỳ giá khối lượng thì nó vẫn có khả năng tăng đó là cái bản chất cái mẫu hình và em sẽ nói cái 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 bản chất mẫu hình này trong một cái video khác để nó có nhiều thời gian hơn nên là chị nào mình mình muốn nhận những cái giá trị bấm ủng hộ một cái nút like ha một cái nút like dành khoảng hai ba giây thôi nó không mất nhiều thời gian của chị và anh chị cũng không mất một cái đồng phí nào cả rồi, những cái cổ phiếu bất động sản này, ngày hôm qua DG tăng trần, ngày hôm nay chỉnh 1.1%, tại sao ngày hôm qua em không mua DG vậy anh chị? Hãy anh chị nào biết tại sao ngày hôm qua em không mua vì đơn giản nó không kiệt khối lượng. Những cái cổ phiếu không kiệt khối lượng mà nổ lên thì nó sẽ đi ngang lâu lắm. Giống CI nè, không kiệt khối lượng mà nổ lên là đi ngang trong cái vùng hay là con gì? BVS này, thậm chí nó có những cái pha gãy rũ là bình thường, không kiệt khối lượng nè, nổ lên, gãy rũ lại, con gì nữa, BVD, nhiều lắm anh chị đấy không kịp có lượng nổ lên thì gãy rủ lại đó là cái lý do em không mua dg đó anh chị đấy, những con này không phải nó chết cái trend của nó là nó là tăng rồi ông nào kêu đau trên thì ông đấy là tàu lao trend của những con này đã tăng rồi không phải là bô đâu nhưng mà nó phải cần tái tích lũy hấp thụ trong một khoảng thời gian nó giống như là cái con gì ta tết công băng nè nó nổi là một cái đúng không nổi một cái sau tái tích lũy trong một khoảng thời gian thì em sẽ hướng dẫn anh chị mình đánh cái cổ phiếu bất động sản trong một đoạn kế tiếp nên là bấm ủng hộ một cái nút like cũng như là ai chưa tham gia room cộng đồng tranh thủ bấm vào bên dưới bình luận tham gia ngay trong đó em sẽ cập nhật và định hướng anh chị rất là nhiều những cái tinh hoa những cái giá trị nha đức xanh này ngày hôm nay chỉnh 1.2 phần ngày hôm qua tăng khoảng bao nhiêu 4.2 coi như là gì anh chị là mình mua ngày hôm qua thì bây giờ mình lỗ 1.2 phần trăm nó cũng không quá là xấu những con này nó cũng đi lên từ những cái vùng không kiệt thì nó cũng sẽ có cái vùng tái tích lũy lại thôi chứ không phải là nó sập một cái đục về những cái vùng giá 12 trên đây đâu khó lắm anh chị mà nó chỉ đang đi ngang tái tích lũy thôi nó không có những cái câu chuyện quá xấu anh chị có hàng anh chị vẫn vẫn có thể giữ được vì những con này đã có những cái phần xu hướng nhất định rồi đấy nó đã có những cái xu hướng thì nếu như trong nhóm ngành bất động sản em nghĩ ưu tiên nhất là cái con dg vì những cái giai đoạn đầu tiên á, dòng tiền nó vào cực mạnh này đây chính là những cái giai đoạn dòng tiền nó vào nó set up nè còn thứ hai là gì là cái cổ phiếu nam long em thấy những con này nó tái tích lũy ở những cái vùng tương đối ok á nhưng nếu như giai đoạn sau thì em sẽ ưu tiên dg nam long à, có con kdh nó nổ lên cũng đẹp đẹp nè nhưng mà nổ hụt một tí thấy ngày hôm qua nổ hụt ngày hôm qua là cái cây pivot ngày hôm nay thì nó nó kéo lên một phần trăm nhìn chung ok nếu mà nó ghép thanh ba lại thì tạm được tạm được với con kdh rồi cái tiếp theo nè. Ủa em ơi tại sao con DG đánh Đức Xanh đánh mà con xe ngày hôm qua nó không đánh vậy em? Nó có lý do. Nó có bản chất hết anh chị. Không phải là không có. Mà bản chất là gì? Mình chưa nhìn ra được. Nhưng mà em đã nhìn ra rồi đấy. Em nhìn ra tại sao nó không đánh rồi. Anh chị nào biết không? 1, 2, 3. Anh chị cho em một câu trả lời đi. Anh chị hãy để lại giúp em một cái câu trả lời. Tại sao con sale ở trong giai đoạn này nó không đánh. Nhưng mà con DG con Đức Xanh nó lại đánh trước. Tại sao vậy anh chị? Đấy anh chị hãy trả lời. Em để là 1, 2, 3. Đấy. Em đếm ba nốt để làm gì? Để anh chị cho em một cái lời bình luận. Để em biết được ờ à, nãy giờ em chia sẻ anh chị hay là trong suốt quá trình anh chị mình nghe video của em từ tháng trước hay là gì mấy ngày trước anh chị mình có nắm được hết hay không đấy tại vì sao anh chị anh chị cứ để lại bình luận đi rồi bây giờ em sẽ cho anh công công bố chị câu trả lời đó là những cổ phiếu như là con sale nó thuộc những cái phân khúc là chạy từ giữa đến cuối chu kỳ. Nó là những cái thằng đầu cơ nhưng chị thấy hồi xưa cái con sale này nó tăng gấp 10 lần từ giai đoạn nào chị? Từ giai đoạn dòng bất động sản gần như là nó phân phối rồi. Đây nè, nó tăng gấp 10 lần giai đoạn này. Trong khi những cái giai đoạn tháng 11 là con nào nó phân khối EDG nè. Giai đoạn EDG nó phân phối thì con sale nó mới chạy hay là con gì HDC? HDC nó phân phối thì con xe nó mới chạy Nên đối với những cái cổ phiếu như là xe quá Đặc tính của nó là chạy từ giữa hầu như là cuối Cuối chu kỳ Cuối chu kỳ bất động sản Nên giai đoạn này nó sẽ chưa chạy ngay đâu Mà dòng tiền nó sẽ đổ vào những cái con như là DG Đức Xanh uh, Nam Long KDH đấy, tiền nó sẽ đổ vào những cái con này Nên anh chị chú ý nè, anh chị cầm sale thì nó cũng được Nhưng mà nó yếu thôi, nó yếu một bực so với những cái cổ phiếu khác Đấy, không phải nó không lên được nhưng mà nó chậm Nếu như là em tiệm sẽ ưu tiên cầm tiền nó hay hơn Rồi, có một cái tín hiệu là những cái cổ phiếu dầu khí Ngày hôm nay nó giảm điểm đúng không anh chị BVD này, ngày hôm nay giảm khoảng... 3.4% khối lượng to phiên ngày hôm nay là cái phiên uptest và với những cái phiên này nó chạm về hỗ trợ nó bật lên thì canh bán vì cái lượng để bám của nó rất là nhiều một lần vượt hai lần không vượt đỉnh thành công và bên dưới là hỗ trợ nó vẫn sẽ tái tức là đi ngang thôi nó nó khó nó khó đục về những cái vùng bên dưới sọc. Bây giờ kia nó sập về những cái vùng giá 20 21 khó lắm anh chị. khó về đây lắm nhưng mà chị đi ngang và nó mất thời gian khoảng 2 3 tuần để mà hấp thụ. Anh chị có những cái vị thế tốt dưới đây dưới đây thì anh chị cứ giữ thôi, nó không phải là vấn đề quá xấu. Và nó rơi về hỗ trợ thì khả năng của nó bật lên trong tuần sau tôi nói là ok, tôi nói là cao đấy. BVS này chạm về đúng như cái đường trung bình 15 phiên của nó thì khả năng trong tuần sau nó cũng sẽ hồi. Mà ngày hôm nay là cái phiên up test, một cái phiên bị bán khối lượng to cộng với là mở biên thì những cái con này nó muốn đi lên thì nó phải cần hấp thụ lại. Hấp thụ lại nó không lên ngay được đâu. Lấy anh chị cái ví dụ này. À hồi xưa những cái cổ phiếu này nó có những cái phiên uptoss. Để chỉ một vài cái ví dụ này. Đây, đây là một trong những cái phiên uptoss bị bán khối lượng to giảm ngần sàn 9.8% thì nó phải tích lũy từ cái vùng giá ngày 22 tháng 4 mà lúc nó đánh lên là khoảng bao nhiêu? 28 tháng 5 gần một tháng trời một tháng trời và yêu cầu cái khối lượng cái này nè nó phải hấp thầy hấp thụ được nó không đấy những cái phiên này, này nó hấp thụ được những cái cái up test này thì cổ phiếu nó mới đi lên nên với những cái con dầu khí thì nó phải mất thời gian khá lâu đấy anh chị cầm dầu khí cũng phải chuẩn bị tinh thần bbc nè chưa lên được đâu thường tuần sau nó chưa lên được đâu lên là gặp lực cản bị xả xuống à những này phải đi nghiêng ít nhất là hai tuần trở lên đấy những cái phiên up test này up test một cái là cái cổ phiếu nó đi ngang hai tuần thì nó mới hồi anh chị hai tuần lâu lắm nên những cái giai đoạn này không phải giai đoạn đánh giá cao dầu khí bsr nè nó qua cái tính thời điểm đáng lẽ ngày này nó nổ á vì ngày hôm qua là cái điểm pivot đúng không ngày hôm nay nó phải nổ mà nó không nổ thì bắt đầu nó trụ lại rồi những này không ăn thua yếu oi nè hãy bắt đầu test về cái nền dưới test về cái nền dưới nhìn chung những cái dầu khí thì mình đánh là bvs bvd là ok nhất à, bvb nè. ngày hôm nay nó có những cái phiên bị bán giảm hơn 7 phần trăm 8 cuối phiên bị rút chân giảm chỉ có 38 phần khối lượng to đây là cái cây phân phối nha anh chị chú ý nè đây là một trong những cái phiên phân phối à nó phân phối để trao tay đây nè nó giống con gì nó giống con CTD đi y chang ngay nè. phân phối ra đây thì nó sẽ tái tích lại trong một khoảng thời gian đấy cả dòng dầu khí cũng vậy nên là chỉ cầm bbB hay là BVD BVS cũng tương tự nó sẽ cần hấp thụ một cái lượng cung đấy nó hấp thụ rất là lâu nó giống như là gì khi mà mình đi thi trượt đại học thì anh chị phải mất một năm sau anh chị mới đến một cái kỳ thi anh chị mới thi được chứ không phải là ngày mai anh chị thi bù ngày mốt anh chị thi bù được vì nó đã qua cái giai đoạn cổ phiếu nó muốn đánh lên rồi gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa và những cái cổ phiếu dầu khí trong cái đoạn này em không đánh giá cao nó vì nó bị bán khối lượng của nó to gọi là một cái phiên uptest và một cái cổ phiếu khi mà xuất hiện những cái phiên uptest đó là những cái phiên chạy dtd này là một trong những cái phiên chúng ta chạy chứ không phải chúng ta mua anh chị đừng cố gắng mua một cái cổ phiếu giá rẻ để làm gì bán một cái cổ phiếu đó ở một cái mức giá rẻ hơn nó vô nghĩa mà anh chị hãy làm gì mua một cái cổ phiếu giá cao và bán nó ở những cái mức giá cao hơn đấy những cái phiên mua trần nè bán trần bán trần bán trần được không nhưng mà chị mua những cái cổ phiếu như thế này nó đang rơi có lượng to thì cái cửa những cái này nó hồi lên rồi nó lại rơi tiếp tương đối cao lắm nha nên anh chị hãy né những cái cổ phiếu bị bán có lượng to giúp em trước nha đó là một trong những cái tư duy cơ bản nhất mà không phải là ai cũng chia sẻ với anh chị đâu vì rất là nhiều người phân tích họ nói chỉ là về hỗ trợ mình mua về kháng cự mình bán nhưng mà anh chị thấy đi đây là cái quá trình kháng cự của nó nè đúng không em zoom ra một tí đây là kháng cự của nó mà nó phá luôn nó tăng bốn năm phần trăm còn về hỗ trợ anh chị mua đúng không anh chị xem con lờ mà hắt nè anh chị muốn về hỗ trợ bao nhiêu ấy nó phá hỗ trợ này về hỗ trợ bao nhiêu hay là con gì vitamin ngày hôm nay vitamin nó kéo đúng không nhưng mà nó không phải là điểm mua nó chỉ phục hồi từ đấy và nó gây cái tính chất này làm cái cổ phiếu trụ Anh chị xem đây là hỗ trợ này. anh chị muốn hỗ trợ bao nhiêu nó phá hết bấy nhiêu cho anh chị luôn Nên với một góc độ hiện tại không phải là chúng ta mua hỗ trợ bán kháng cự Mà chúng ta mua đúng điểm, điểm gì? Điểm pivot hoặc là điểm gì? Hay là cái điểm bùng nổ chu kỳ Ví dụ hệ thống em cầm con Gex đi, lại gần 40% rồi anh chị Mua từ những cái điểm này nè, và điểm này nè, mình nắm giữ đấy mua gia tăng cái điểm này lãi gần 40 50% hơn huh? à, khoảng gần 35 40% hả chị. Đấy 35 40% từ những cái điểm dưới đây em đã báo mua rồi. Thì đây chính là những cái điểm bắt đầu siêu chu kỳ mới và cổ phiếu nó biến toàn bộ cái vùng đi ngang này thành một cái pha đẩy giá một cái bàn đạp và những cái cổ phiếu gas nó có thể kéo thẳng về những cái vùng giá 25 là bình thường. Nên có hàng cứ tự tin nắm giữ cho em nha tất cả những chị khách hàng mình đang nghe video của em cứ tự tin nắm giữ con ghét không có cái lý do gì mà anh chỉ phải bán cả vì những cái con này trên của nó rất là mạnh và phải nói là một năm chỉ có một đến hai cổ phiếu thôi ghét nè CTD nè đúng không à, Vis nè à, con gì nữa ta à, SSI À, những con này nó chưa nó chưa đến đoạn SS nè đấy những cái con mạnh em đánh giá hiện tại đó thì anh chị chú ý đây chính là những cái con cổ phiếu mà rất là hiếm gặp một khi anh chị đã vào cái vị thế tốt thì anh chị cứ ngồi yên chém nha đoạn này chính là những cái vùng ngưỡng cửa tiên đường mà anh chị bỏ qua là bỏ đảm anh chị sẽ bị mất sống và nhìn người khác kiếm tiền đó nên là anh chị hãy tập trung cho em đây là một trong những cái cơ hội mà không phải ai cũng nhận diện được nó giống như là cái video ngày hôm qua em có nhận diện anh chị là gì cái bức tranh của thị trường chúng ta đang nằm ở đâu nằm ở những cái vùng y chang hàng này nè anh chị xem lại nha, đây, y chang giai đoạn này, chúng ta đang nằm ở đây nè, chân sống thần, chân của một cái con sống thần, đây, những cái vùng kháng cự 52 tuần, một khi nó đã phá qua thì nó tăng rất là mạnh, và nó bị thiếu cái gì, nó thiếu cái khúc này đúng không? Nó thiếu cái khúc này thì như em chia sẻ với anh chị, mỗi ngày em sẽ phát họa anh chị một nét và hiện tại những cái cổ phiếu chứng khoán nó vẫn tăng cực kỳ khỏe và nó đang thiếu gì? Thiếu một cái đoạn chạy nước rút ở cuối đây và khả năng nếu như mình con này nó vào sóng nó sẽ chạy cho anh chị xem. Nên là giai này không phải là giai đàn. anh chị sợ thị trường sập mà anh chị hãy tấn công đi anh chị. Hãy tấn công và có cái chiến lược cụ thể thì anh chị sẽ không lo sợ đâu. Và những cái cổ phiếu KSP nó cũng tương tự, nó sẽ có những quá trình dễ kéo về chỗ này. Đấy. LCG này, đây là một trong những cổ phiếu đánh giá rất là cao. Vì nó đang đi ngang tái tích lũy này tái tích lợi đi ngang của nó và những cái cổ phiếu này á nó bị một cái là cái vùng kháng cự nó hơi gần nên nếu như mà anh chị đánh những cái con này nó sẽ có những cái biên kéo nhẹ lên đấy nó có sẽ cái biên kéo nhẹ lên đây rồi nó sẽ tái tiếp lại tiếp so với những cái cổ phiếu sp á cái kháng cự của nó nằm ở trên đây nè trên những cái vùng giá khoảng 37 40 thì cái biên của nó nó sẽ dài hơn một tí đó dài hơn một tí rồi anh chị xem cái tiếp những cái cổ phiếu ngày hôm nay á, như là BCC những cái cổ phiếu trong những ngành xi măng nó nổ lên bây, bắt đầu nó rủ lại đúng không nó rủ lại vì nó nổ cái cái khối lượng to mà nó không đóng trần được thì những cái con này nó phải cần tái tích lũy trong một cái khoảng thời gian khối lượng của nó thì ở những cái mức là một triệu sáu nó sẽ cần tái tích lũy lại và bên dưới đây là một trong cái vùng nền gom của nó nè với những cái vùng kiệt khối lượng và dòng tiền vào những con này cái trend của nó vẫn là một trong cái trend tăng và nó có thể nó kéo tiếp nên nó chỉ có hàng anh chị cứ giữ đi đấy anh chị cứ giữ nó không xấu đâu nó rũ xong là nó vẫn có khả năng tiếp tục kéo lên lại là bình thường HT một của mày đấy con này thì nó giữ tốt hơn nó giữ tốt hơn với con so với con BCC đây có một trăm phiên chuyển giao chu kỳ đó anh chị đừng có thường với những cái tín hiệu này nha một cái cổ phiếu có những cái phiên chuyển giao thì nó có thể là gì bắt đầu ở những cái vùng gọi là tái tích lũy kiến tạo trong cái vùng chân sống ví dụ anh chị con đi bây giờ Hồi xưa em đánh những cái dàn này nó có những cái vùng chuyển giao này đây một cái cây nổ khối lượng cực to của nó rồi sau đó cái cổ phiếu nó rơi rồi lại biến toàn bộ vùng này vùng đi ngang tái thứ lụy đấy biến nguyên cái vùng này nếu như không có những cái phiên nổ volume này không có những cái phiên nổ volume này thì hầu như con đi bây nó sẽ không tăng mạnh và đây đấy những cái cây này chính là những cái cây dòng tiền nó vào mà vào nó không phải là nó đánh luôn đánh luôn ngay mà nó sẽ vào nó gom được cái lượng hàng nữa nó kiểm tra à coi 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 mua hay không coi 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 bán hay không và khi nó kiểm tra được cái lượng nhất định thì những cái cổ phiếu này trong những đoạn kế tiếp nó sẽ đóng vai trò là gì chạy nút rút mà nó rất là đầu cơ nên anh chị hãy chú ý là đây là một trong những cái gì những cái dấu chân của bọn tổ chức nó đã để lại và khi tổ chức nó đã để lại và kèm những cái vùng kháng cự dày như thế này nè ở à, những cái vùng kháng cự cũ nó mà nó đã leo lên được thì ai là người kéo giá ở đây chỉ có tổ chức là người kéo giá ở những cái phần này vậy nếu như mà tổ chức nó kéo giá lên đây nó phân phối ngay à? không không đâu mà nó đang set up cho một cái trận đánh mới nên là nếu như anh chị nào mình muốn kiếm tiền muốn kiếm cơ hội thì anh chị hãy thường xuyên xem những cái video của em và bấm ủng hộ mật nút like cũng như là đăng ký kênh và từ đó em sẽ có những cái phần tặng anh chị với cái giá trị và cách hướng dẫn anh chị gồng lại lâu như có thể nha rồi cái tiếp nè những cái cổ phiếu anh chị thấy ngày hôm nay nó có những cái phiên uh, uh, bị chỉnh đúng không nhìn SSC nè những cái cổ phiếu uh, khu công nghiệp nó bị chỉnh nhưng mà khối lượng của nó bé trên chính của nó vẫn là trên tăng anh chị có hàng anh chị cứ giữ đi vì thế tốt thì mình cứ cầm tăng không có xấu những này trong tuần sau nó rất là dễ có những cái phiên phục hồi kbc cũng vậy nè trên của nó vẫn là trên tăng quan trọng là gì những này nó đánh hơi chậm một tí à có một cái phân khúc là cái phân khúc penny để phân tích chỉ phân khúc penny wcg đã trần 3 cây đúng không nhưng mà trên đây là cái vùng kháng cự trên đây là cái vùng kháng cự nó lên nó test xong nó kiểu gì nó cũng có những cái pha chỉnh lại giống như bi nó sẽ tạo một cái mẫu hình hai đỉnh nè rồi sau đó họ À, hồi sau đó lên rơi rơi cái nữa nên anh chị cầm những cái cổ phiếu như là WCG anh chị nên là canh những cái vùng này mình bán ra đừng mua đuổi với những cái cổ phiếu bên đi những cái lúc này anh chị mua đuổi của nó rất là rủi ro nha một vài cái cổ phiếu khác như là VC2 đi đấy nó vẫn đang tái tích lũy và cái bộ mini nếu như nó tái tích lũy trong một cái đoạn kế tiếp á nó sẽ có sóng nha đây cái vùng tích lũy một của nó, nó, đây là cái dòng tiền một đấy bắt đầu lên nó tái tích lũy nó giống con gì nó giống con V nè a à, này hồi xưa 021 đánh cái cổ phiếu này à. anh chị coi cách nó setup dòng tiền này. đây nè đây là cái dòng tiền nó vào nó setup nhịp đầu tiên và sau đó tái tích lũy lại tái tích lũy thêm một cái nền nữa anh chị đây là cái vùng tích lũy này bắt đầu kia khối lượng hay không anh chị trước khi nó lên kiểu gì nó phải kì khối lượng rồi dòng tiền vào kì khối lượng dòng tiền vào rủ lại một cái rồi nó lại tăng và cái mô tiếp của những cái bọn mini cũng vậy nó chưa hết sóng đâu mà nó đang chuyển giao chu kỳ á nó đang chuyển giao như là những cái cổ phiếu VHG, VHE, TTF Đức Long, Long Điền, bọn này nó vẫn đang tái tích lũy nha. Ngày hôm nay có cái con DRH nổ lên đúng không ạ? Đấy, nổ lên, khối lượng hơi to thì nó cần hấp thụ lại, nó sẽ cần hấp thụ lại. Hay là con gì nữa? DXS ngày hôm qua nổ lên đúng không? Con này nó sẽ chạy nước rút nha. Khả năng cao chạy nước rút kéo về những cái vùng giá trên đây anh chỉ có hàng cái dự được đi. Vì đây là cái vùng đi ngang tái tích lũy, đây là cái vùng nền số 2 của nó, dòng tiền vào tương đối tốt. Anh chỉ có hàng cái dự nhưng mà nó không có những cái điểm mua mới đủ an toàn cho anh chị nhà tương hả ha. ETA ngày mai nó hồi nhẹ 1.6% thôi, không có cái gì mới. Khối lượng của nó thì đây là cái phiên phân phối nè, bị bán khối lượng to. Nó y chang như cái bọn EDG nè. ABS nè, ABI những con này nó sẽ cần tái tích lũy trong một khoảng thời gian nên là những anh chị nào á, mình cầm những cái cổ phiếu ita, em nghĩ là anh chị cầm tiền mình chờ mình thoát ra mình cầm tiền trong một giai đoạn nó tái tích lũy được thì em sẽ hướng dẫn anh chị đánh ha em sẽ hướng dẫn anh chị đánh giống như đoạn này đây là cái dòng tiền của nó vào và nó có những cái phim bị bán khối lượng to là những giai đoạn phân phối thì cổ phiếu cần phải tái thiết lũy trong một khoảng thời gian nó có thể là hai tháng 3 tháng thậm chí là gì một năm hai năm là bình thường nhưng cái giai đoạn chúng ta tham gia chính là giai đoạn cuối nè cuối quá trình tích lũy dòng tiền đầu cơ vào giá tăng khối lượng tăng anh chị tham gia giai đoạn này để mà anh chị kiếm tiền còn những giai đoạn mà đoạn đang đang ở những cái phần tái tích lũy mình chưa biết được thì anh chị tham gia sớm nhiều khi nó bị rũ bỏ nè hay là gì nó no, nó no, nó no. chung vốn với chị rất lâu đấy TDF nè đây là mẫu hình tái tích lũy bắt đầu khối lượng kiệt ng ngon đó anh chị chú ý đi giai đoạn sau em sẽ đánh uh, hướng dẫn anh chị đánh những cái con Benny giai đoạn này Benny nó kết thúc sóng lẻ quá nó có những cái con VC2 chạy nè VC7 chạy nè fit nè Đấy, fit là penny nó chạy nè. Nhưng mà những cái này chỉ là dòng tiền một thôi. Dòng tiền một nó sẽ tái tiếp lại lại nha. Và những cái con penny trong đoạn năm 2023, 2024, em anh gia nó đánh nó sẽ đánh rất là kinh khủng đấy. Đó là anh chị mình cầm cầm tiền hay là anh chị muốn đánh những cái con penny á, anh chị chú ý đi. Đây chính là những cái vùng mà chúng ta chuẩn bị dừng là vừa chuẩn bị dân đấy anh chị anh chị không chuẩn bị làm sao mà anh chị biết được đúng không fit nè đây chính là giai đoạn tái thiết lệ của nó đó em nghĩ là những con này nó sẽ gom một cái lượng hàng nữa vì đây chỉ là cái nhịp một của nó dòng tiền nó mới vào thì nó sẽ chưa phân phối hết được những cái lượng ở đây nó sẽ gom thêm một cái lượng khoảng 3 tháng 6 tháng nào đó rồi nó sẽ có những cái con sóng và con phí nó đánh điên lắm nha anh chị đấy em em lấy ví dụ chị này đây là cái file dòng tiền một vào này. dòng tiền vào tăng giá sau đó là tái tích lũy rồi bắt đầu dòng tiền hai đây là đoạn gì thân cá thân cá chị ăn thân cá cho em thân cá nó nó ít xương mà nó nhiều thịt đúng không và những cái con fish hay là những cái con benny aav aat cũng vậy đây là những cái đoạn gì cái đoạn đầu cá và nó sẽ tái tích lũy vào thân cá và mình sẽ đánh cho đằng nào cuối quá trình tích lũy dòng tiền đầu cơ vào gọi là thân ca. còn những cái con này nó chưa rõ xu hướng đấy đức long nè ogc sam nè vẫn đang đi ngang chưa có gì mới nhưng bắt đầu có một cái tín hiệu là những cổ phiếu benny kiệt về khối lượng đó là một trong những yếu tố tiên quyết nè đức long nè bắt đầu kiệt về khối lượng rất là đẹp nhá anh chị chờ giai đoạn sau đi vhg nè bắt đầu kiệt khối lượng nó giữ giá ở banh quanh ba năm nè đây là một trong những cái vùng giá vốn tổ chức á, nên nó không để rơi sâu nên anh chị chú ý giai đoạn hai nghìn hai mươi ba chính là giai đoạn chuyển giao chu kỳ và khi một cái cổ phiếu nó chuyển giao kỳ nó sẽ sinh ra cực kỳ nhiều những cái cơ hội mới và không phải là cái lúc chúng ta sợ được mà là lúc để anh chị mình tập trung kiếm tiền đấy ANV nè nó vẫn đang tái tích lũy đi ngang đúng không tái tích lũy ngang và những cái cổ phiếu này em nghĩ là sẽ chưa lên mạnh được vì nó có cái tình trạng là nổ khối lượng nhưng mà cái biên của nó nó không mở nó không mở biên thành ra đó là một trong cái điểm bất thường đấy dòng tiền vào những cái con dưới đáy lên như là vhc dưới đáy lên còn những cái cổ phiếu anh thì chưa thấy chưa thấy mạnh cmx cmx vẫn đang đi ngang dòng tiền nó không vào ấy đi ngang dòng tiền nó không vào nhìn chung thì những cái cổ phiếu á, trong những ngành thủy sản đánh giá cao là có con ANV, ANV, IDE thôi đấy hai con này thì ok đấy hai con này thì nó có để làm cái dấu ứng về dòng tiền còn những cái cổ phiếu khác thì nghĩ là đánh giá nó không được cao lắm rồi một vài cái cổ phiếu à, một vài cái cổ phiếu như là bất động sản thì nãy phân tích chưa hết nhiều. ví dụ một số con như là HDC đi đấy chị xem là những cái con như là HDC này thì những cái con này nó vẫn đang đi lên thôi mỗi ngày mỗi ngày túc tắt đi một tí khối lượng nó bé nó chưa có những đoạn chạy rút đâu hay là con HDG ngoài này vẫn đang đi nghe à, vẫn đang đi lên thôi tớ tái tích lũy hướng lên và dòng tiền của nó hơi yếu Đấy, dòng tiền những con này nó hơi yếu anh chị có hàng anh chị vẫn như được nhưng mà nó không sinh lại một kiểu xuất cho anh chị tốt rồi và bây giờ đến cái phần quan trọng là anh chị em sẽ note lại anh chị năm cổ phiếu sắp có những đại sóng thần và phân tích lý do tại sao luôn anh chị mình có đồng ý hay không nếu như anh chị đồng ý để lại bình luận số 1 giúp em hãy tương tác để lại bình luận số 1 để em biết được bao nhiêu anh chị ở đây mình sẵn sàng mình kiếm tiền cùng em để anh chị có tương tác để lại ha rồi anh chị chú ý nè với những cái cổ phiếu mà nó có những cái tín hiệu dòng tiền vào như là con gì CTS đây chính là những cái pha dòng tiền vào của cổ phiếu và nó đã có ba nền tảng tích lũy nền một nè nền hai nè nền ba nè ba nền tảng tích lũy và những cái cổ phiếu này nó đang tiệm cận những cái vùng gì những cái vùng kháng cự và nó đã phá rồi nó phá kháng cự 52 tuần và với ba vùng gom hàng liên tục thì cổ phiếu một khi nó vào sống nó sẽ kéo thẳng về những cái vùng giá 27.5 30 là bình thường đó là cái lý do tại sao giai đoạn này em đánh những cái cổ phiếu như là CTS là như vậy chị vì mình nhìn được cái cách mà nó đã xếp đây là những cái điểm gì những cái điểm rủi bỏ và lại tái thiết lập, hầu như là những cái cổ phiếu này sẽ chưa phân phối hết được những cái chu kỳ và cái biên độ tăng giá của nó từ những cái vùng giá 22 mà lên khoảng giá 28 30 á nó sẽ có cái biên dài khoảng gần 39 40 phần trăm đây chính là những cái lúc anh chị tìm những cái cơ hội để mà anh chị đầu tư Chính anh chị đừng có sợ thị trường sập và ai là người mua cái cây này chính là tổ chức một cái phiên khối lượng 5 triệu anh chị nhân giá 21 đi 21.7 đi là gần 100 tỷ ai mua tổ chức nó mua và khi tổ chức nó mua những cái phiên này nó có để chết những cái vùng này không câu trả lời là rất khó trừ khi những cái sự kiện từ người đen nên với những cái cổ phiếu như là CTS nè đó là một trong những cái cổ phiếu top đầu thị trường mà anh chị không được bỏ qua nhé số 2 AGR AGR nó cũng có một cái mẫu hình tương tự khi mà phá được những cái vùng kháng cự 52 tuần và nó có một cái tín hiệu là kéo ngày hôm nay tăng 4.5 phần đúng không target những cái này sẽ kéo thẳng về những cái vùng giá à, nếu mọc vào sóng á kéo về những cái vùng giá khoảng giá 18.5 là bình thường nó sẽ kéo thẳng về chỗ này nó đi cái giống như là cái cách con fix nó đi đó rất là thoăn thoát, đấy nó đi rất là thoăn thoắt khi mà phá được những cái vùng kháng cự này nó chạy liên tục mỗi ngày thôi nên anh chị cầm agr hay này là cts anh chị cứ nắm giữ nha cts nhưng mà cts cts rồi kế tiếp là con gì ksb đấy ksb anh chị thấy cái biên của nó rất là rộng đúng không ba cổ phiếu rồi ba cổ phiếu mà em thấy có những cái phiên dòng tiền vào nó đấy ksb nè agr đây là cái kỹ thuật nhận diện dòng tiền anh chị một cái phiên bùng nổ khối lượng to chính là những cái phiên dòng tiền nó vào agr nè cts nè anh chị thấy không thấy hay không anh chị đây là một trong những kiến thức nâng cao đó là anh chị mình thấy thích ủng hộ em một cái nút like một cái nút đăng ký kênh và một cái lời cảm ơn đó là một trong những cái phần thưởng một cái phần giá trị tinh thần rồi ba cổ phiếu sắp có đại sống rồi đó anh chị rồi còn cái cổ phiếu nào nữa không em đẩy theo anh chị là những cái cổ phiếu nào anh chị những cổ phiếu chứng khoán nhỏ ví dụ vds đây đây chính là những cái cổ phiếu mà anh chị cần phải lưu tâm nè những cái phiên nổ khối lượng to nè ai là người mua tổ chức là người mua và khi tổ chức đã đổ tiền mua những cái vùng này thì nó có thể phá kháng cự bất cứ lúc nào nó có thể nó phá kháng cự và nó kéo thẳng về những cái vùng trên đây luôn á và những cái vùng giá 16 luôn nên anh chỉ có hàng những cái con video anh chị cứ nắm giữ chặt cho em anh chị đừng có buông sớm rất là ổn những cái con này nó mới bắt đầu thôi nó chưa hết những cái chu kỳ của nó đâu nó còn một cái nhịp chạy nước rút đó khả năng đang trong cái nhịp chạy nước rút nên anh chị có những con video anh chị cứ giữ nha bốn cổ phiếu là đúng không anh chị cổ phiếu cuối cùng anh chị mình biết là cổ phiếu nào đó là cổ phiếu chứng khoán SHS. Vì sao anh chị? Vì cổ phiếu này nó có cái phiên dòng tiền vào cực đại đây nè. Đây chính là những cái dấu ấn, những cái dấu chân của bọn tổ chức nó đã để lại. Và khi tổ chức nó đã để lại những cái vùng này thì cổ phiếu nó đã vượt được những cái vùng kháng cự. Nếu như là trong tuần sau vượt được những cái vùng giá khoảng 14 ở đây thì nó sẽ kéo thẳng luôn, kéo thẳng về những cái vùng giá 16 là bình thường. Vì cái đặc tính con này đặc tính điên, nó có cái tính chất siêu đầu cơ này. Một khoảng thời gian ngắn nó chạy khoảng bao nhiêu phần trăm? Chạy khoảng 41% giai đoạn này, này một khoảng thời gian ngắn chạy khoảng bao nhiêu phần trăm? Chạy 66% hay là giai đoạn này nè một khoảng thời gian ngắn từ những cái vùng giá năm đi mà nó kéo lên khoảng bao nhiêu giá khoảng 12 kinh khủng khiếp không chị kinh khủng khiếp nhưng đôi tài sản đấy nên cần chú ý với năm cái cổ phiếu trên thứ nhất cts số 2 agr số 3 shs số 4 ksb số 5 VDX anh chị hãy note lại đi. Đây là năm cái cổ phiếu mà em giá rất là cao trong những cái chu kỳ tới, nó có khả năng dẫn dắt và kéo thị trường của chúng ta. Và em sắp tới thì em sẽ có một cái buổi, một cái buổi để mình định hướng hệ thống khách hàng hoàn toàn miễn phí cho dành riêng cho hệ thống khách hàng. Nên anh chị nào mình quan tâm, mình muốn tham gia vào cái buổi ở đây cái buổi để mình nhận diện nó sẽ có ba nội dung chính thứ nhất là xác định nhóm ngành mạnh nhất số hai là xác định cổ phiếu mạnh nhất tại sao em mua được cts tại sao em mua được agr mà em không mua những cái cổ phiếu khác đấy đó là một cái lý do em sẽ giải thích và phân tích rất là kỹ trong cái buổi này đấy và xác định mẫu hình cổ phiếu mẫu hình nào thì cổ phiếu sẽ chạy như thế nào và mẫu hình nào là mẫu hình dẫn dắt của thị trường và em sẽ lồng ghép lại trong cái buổi sắp tới thời gian là 7 giờ tối chủ nhật ngày 25 tháng 6 2023 đây là cái buổi dành riêng cho hệ thống khách hàng nên là những ai quan tâm thật sự muốn nghiên cứu và muốn kiếm tiền từ thị trường hãy liên hệ với số điện thoại trên màn hình em sẽ hướng dẫn và hỗ trợ anh cách để mà mình tham gia cái buổi này nha hoàn toàn miễn phí chỉ dành riêng cho hệ thống khách hàng rồi và cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem cái buổi ngày hôm nay nhìn chung thị trường hiện tại là một trong những cái thị trường mà phải đánh giá là rất là nhiều những cái cơ hội nên anh chị đừng có bỏ qua và năm cái cổ phiếu trên chính là năm cái cổ phiếu mà em đánh giá đã được dòng tiền vào và nó sẽ còn những cái pha chạy tiếp nên anh chị có hàng anh chị cứ nắm giữ cho em đừng có mà bán sớm rồi anh chị là bán bò tàu ở nương nó không hay đâu anh chị rồi cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem video ngày hôm nay và chúc anh chị cuối tuần thật là vui vẻ và nếu như anh chị thấy hay hãy ủng hộ em bằng một cái nút like đăng ký kênh ai chưa tham gia room cộng đồng tranh thủ bấm vào bên dưới bình luận à, bấm vào bên dưới nó có một cái đường link tham gia room cộng đồng còn nếu như mình hay thích cái quan điểm thích cái phương pháp muốn tham gia tại room khách hàng liên hệ trực tiếp với số điện thoại xin cảm ơn anh chị và chúc anh chị cuối tuần thật là an bình